Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện này anh đẹp trai, tóc giả rất rồi kìa của tác giả Phù Chít. Chuyện đã được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên YouTube của Đam Mỹ Thường Truyện, tập 79. Bốn bề thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc liên tục của hai người trong xe. Hàn Hách ghé vào ghế, Na Thần vẫn nằm trên lưng ý, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên eo của ý, hơi thở phấn phương lướt nhanh qua cổ. Hàn đại gia, Na Thần khẽ liếm vào vành tai của ý, thích không? Cậu có thể đứng lên trước được không? Hàn Hách thở dài khẽ giật cánh tay, tôi sắp bị cậu đè bẹp dí rồi. Tôi không muốn dậy. Na Thần cò cò sau lưng của ý mấy cái rồi lại nằm sấp bất động. Phải có thể cho tôi kéo quần lên trước được không? Hàn Hách thật bất đắc dí. Tuy giờ bảo thời tiết đang ấm dần nhưng đêm hôm gió máy vẫn thấy lạnh, chưa kể là có người đi qua. Hai cái mông của chúng ta phải ngay ở cửa xe, rất dễ khiến người ta chú ý. Na Thần nằm sấp trên lưng của ý, cả người cười rồi mới bắt đầu chậm chạp đứng thẳng dậy, kéo quần lên cho ý xong thì cúi đầu chỉnh trang lại cho bản thân. Chắc chẳng có tí tình cảm gì thế này. Làm xong rồi tôi chẳng phải nên ăn nổi anh một chút hả? Rút súng xong liền quầy mông đi, không phải phong cách của tôi. Thôi, cảm ơn. Hàn Hách vừa cài nút áo vừa nói. Tới lúc tôi đòi nợ xong thì tôi sẽ ăn nổi cậu tử tế, cúc dài hả? Thì đâu? Sau khi sửa sang ổn thỏa, Na Thần nhảy lên trên ghế điều khiển cầm vô lăng hỏi Hàn Hách. Cậu lái hả? Hàn Hách chuyển qua bên ghế phó lái. Về ngủ đi. Cũng không phải cuối tuần, mai còn phải đi làm đấy. Tôi qua chỗ anh nhé. Tôi ngồi nhờ một đêm, từ chỗ anh qua nhà tang lễ gần hơn một chút. Na Thần nổ máy. Hàn Hách sờ vào mặt hắn. Giờ cậu đang thực tập ở đó hả? Na Thần gật đầu. Giúp mấy việc lặt vặt thôi, vừa thực tập vừa học nhiều quy tắc lắm. Thế quen được chưa? Có đáng sợ lắm không? Trước mắt Hàn Hách lại phụt qua hình ảnh Na Thần mặc đồ màu đen che dù cốm màu đen, ngược lại trông khá anh tuấn. Có gì đâu mà sợ. Tôi còn trực đêm một mình đấy, cách nhà xác có 20 mét hả? Na Thần cười. Còn có bọn con gái trang điểm cho Di Hải ngay sát vách, nếu mà sợ thì chỉ có tụi nó sợ thôi. Vậy, nhắc tới đầy Hàn Hách nhìn thoáng qua hắn nhưng vẫn không đem lời nói ra. Ông ngoại anh cũng sẽ được sửa soạn lại một chút, bọn họ chu đáo lắm, không cần lo đâu. Na Thần chuyển sang xe tứ hoàn. Hàn Hách mỉm cười, tựa đầu vào cửa kính xe, nương theo ánh đèn đường, nhìn một bên mặt của Na Thần. Mấy tháng không gặp không biết có phải do ảnh hưởng của hoàn cảnh công tác không, mà Na Thần dường như chín chắn hơn nhiều. Có điều chín chắn chắc cũng phải xem trường hợp, vừa vào tới cửa nhà Hàn Hách, vẻ chín chắn của Na Thần liền biến mất tiêu. Điều đầu tiên là làm vài hiệp trên sofa, sau một cái bổ nhào vào phòng ngủ lăn trên giường mấy vòng, cuối cùng chạy qua phòng bếp. Lúc Hàn Hách thay quần áo từ phòng ngủ đi ra, Na Thần đứng trong bếp cầm một cái nồi nhoẻn miệng cười với ý. Hàn đại gia, đây chính là bằng chứng cho việc khả năng nấu nướng của anh đột nhiên tăng mạnh đó hả? Sao thế? Nồi chưa kịp rửa nó, nếu cậu còn nhiều sức lực thì chịu khó rồi giúp tôi đi. Hàn Hách rót một ly nước ấm rồi mới ngồi uống một hớp. Cái này mà rửa sạch nồi hả? Thôi ném đi, cái này ít nhất cũng phải là bị cháy 3 lần rồi. Na Thần chọt chọt vào đáy nồi đen xì. Có muốn trả cũng chẳng trả nổi. Hàn Hách thở dài. Tại muốn xào khoai tây, bào xong thì bỏ vào. Lúc để trên bếp chắc tại hơi quá lửa một tí. Xào khoai tây sao mà cháy thành như vậy được chứ? Na Thần phải bỏ cái nồi ra một bên. Viết lại khoai tây không thể nào bào ra mà phải sát. Thôi dẹp đi. Mới bào thôi mà tôi đã mất cả nửa tiếng, còn phải sát thì chắc là khỏi ngủ luôn quá. Hàn Hách vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Sáng mai ăn gì? Ăn tối. Na Thần không chút nghĩ ngợi vỗ lên đúng quần của mình. Mơ hả? Hàn Hách đóng cửa phòng tắm lại. Na Thần ở bên ngoài dựa vào cửa nửa buổi cười. Hôm nay Hàn Hách không ngâm bồn, rồi nước ngào ào liền về phòng nằm trên giường cầm điện thoại. Muốn gọi cho mẹ ngấm lại lời cúp, gửi tin nhắn qua. Mẹ đáp lại 2 chữ ngủ rồi. Hàn Hách bỏ điện thoại ra một bên, gối lên cánh tay nhìn đèn trên trần nhà. Mỗi tối trước khi ngủ, y đều nhìn bóng đèn chốc lát, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì hết, mà chỉ đơn giản là ngây ra.
Hôm nay trong đầu thật đầy, nhưng cảm giác chật cứng này lại khiến y cảm thấy thoải mái, cả người đều đế rã ra cũng thật dễ chịu. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Na Thần cuốn khăn ngang eo cầm một khăn khác lau mái tóc ướt sũng bước vào. Thân thể với những đường cong xinh đẹp cùng khuôn mặt còn vương giọt nước, Hàn Hách nhìn qua Na Thần như vậy, y vỗ vỗ tay nằm trên giường, sang hai tay về phía Na Thần. Đến đây để đại gia ôm một cái. Na Thần vuốt tóc trên trán ra, quan sát đi vài giây rồi đột nhiên kéo cái khăn cuốn ngang eo xuống, trần trụi bước tới. Không đợi An Hách né tránh, hắn đã bổ nhào lên người An Hách, hôn xuống mặt An Hách một cái thật vang rồi kêu lên: "Đại gia, xin đi xuống." An Hách nghẹn một hơi kêu lên: "Cẩn thận tôi ói đầy cơm ăn để nhá vịt lên mặt cậu đấy tin không?" Na Thần cười, ở trên người y trượt xuống, chui vào trong chăn, vòng tay qua ôm y rồi bắt đầu sờ soạn lên bụng y. Bình thường trông anh rất có phong phạm của một nhà giáo, thế quái nào lại có thể nói ra lời ghê tởm như vậy chứ? Còn phải xem là nói với ai? An Hách thò tay tắt đèn đi, gác chân lên đùi Na Thần. Không sấy tóc cho khô hả? Bị cảm đấy. Không sao đâu, thỉnh thoảng có lần, lười lắm. Na Thần ôm sát đi, giờ tôi chỉ muốn ở bên anh. Ngủ đi, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Na Thần gác cằm lên vai y, nhắm hai mắt lại. Lần này ngủ rất say, đồng hồ sinh học của An Hách cũng không nhảy. Na Thần túm tay kéo ngồi dậy trên giường rồi y mới tí hí mắt khó chịu hỏi: "Mấy giờ rồi?" 6:30. Na Thần mở tủ quần áo của y ra: "Anh mặc bộ nào?" "Thế nào cũng được, cứ chọn đại một cái áo sơ mi đi." An Hách lười biếng duỗi eo xuống giường, hướng cửa phòng bước ngủ được hai bước thì lại lùi về, nắm cằm của Na Thần hôn lên chóp mũi hắn, sau đó mới xoay người đi rửa mặt. "Lát nữa tôi đưa tới trạm xe buýt nhé." Na Thần đi theo tới cửa phòng tắm nói. "Hừ." An Hách đang đánh răng miệng toàn bọt, mơ hồ đáp: "Sợ cậu vẫn chạy cái xe ba bánh đó đi làm hả?" "Không." "Vậy cậu đi xe buýt hả?" An Hách nhỏ bọt ra rồi lại hỏi. Từ nhà An Hách qua nhà tăng lễ cũng không gần, ngồi xe buýt dù không kẹt xe cũng phải mất một tiếng. "Tôi mua xe điện rồi." Na Thần búng ngón tay thật kêu: "Ít thải carbon, bảo vệ môi trường." An Hách ngẩn người trong chốc lát cũng không tài nào thưởng được Na Thần, chuyển mộng từ một con xe ba bánh sang xe điện nhỏ xinh như vậy sẽ như thế nào, chỉ thấy hơi buồn cười. "Bữa nào chạy tờ xem cái đi." "Được, tôi còn có thể chờ anh chạy thử một vòng đấy." "Tôi xem là được rồi, hai ta gần cả 150 kg rồi, tôi e là ngồi lên cái bánh xe tí kia lăn không nổi đâu." An Hách ngồi ở cạnh bàn chờ Na Thần đưa bữa sáng lên cho. Trong suốt mấy tháng qua đây vẫn là lần đầu thì có thể nhàn nhã ngồi chờ ăn như vậy, cảm giác cũng thật tuyệt diệu. "Hôm nay tôi cũng dậy trễ." Na Thần đặt đồ ăn sáng xuống bàn. "Trong tủ lạnh của anh chỉ còn mỗi khoai tây." "Thôi, ăn tạm đi." Một đĩa khoai tây xào, một nồi cháo thịt băm, còn có màn thầu, nhìn thì rất đơn giản, nhưng An Hách vừa ngửi cái bụng liền sôi sục sục. Đây đúng là sự chênh lệch giữa đầu bếp với người có kỹ năng bếp núc ở Level Max. An Hách quản quét 3 bát cháo cùng 2 cái màn thầu. Cuối cùng, ngay cả tí nước trong đĩa khoai tây xào cũng khiến y lấy màn thầu ra mà chấm sạch. "Chiều nay lúc anh về thuận đường ghé siêu thị mua chút bột mì nhé. Tôi xong việc sẽ qua làm bánh nướng cho anh. Nếu không biết mua thì cứ hỏi nhân viên trong siêu thị, loại bột làm bánh nướng là người ta chỉ cho." Na Thần nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, vừa mặc áo khoác vừa giản ý: "Hừ, còn gì nữa không?" An Hách gật đầu, trong nháy mắt y có cảm giác mình đang sống. "Đường két, anh muốn ăn có nhân thì mua nhân về, đậu xanh đậu đỏ cơm sườn nào anh tự chọn đi." Na Thần huýt sáo: "Tôi sẽ cho anh thấy cái gì gọi là bánh nướng." An Hách cười mở cửa đi ra ngoài, Na Thần theo sau y. Lúc bước vào thang máy đột nhiên thấp giọng nói: "Mai là thứ bảy đấy." "Ừ, sao?" An Hách nhấn thang máy đi xuống. "Mai tôi định tới viện thăm mẹ. Anh đi không?" "Đi, mấy giờ?" An Hách nhớ tới lần đưa Na Thần tới bệnh viện số 5 trước đây. Khi đó Na Thần dường như không muốn cho y thấy mẹ hắn.
Buổi sáng mấy giờ cũng được, tôi qua đón anh nhé. Nathan nhìn qua rất vui, An Hách khẽ cười khoanh tay nhìn hắn. Quá xả dối, tối nay cậu làm xong bánh nướng mà chịu về sao? Bánh chết cũng không đi. Nathan cười tuệ tuét, dùng lực vỗ lên vai An đại xã, anh đúng là hiểu tôi mà. Hôm nay An Hách chỉ có một tiết, ngồi trong văn phòng uống trà nghe đồng nghiệp tám chuyện, xong chỉ một lúc sau, cô Dương nãy giờ vẫn không tham gia thì lại đột nhiên quay sang nhìn đi nói. Thầy An còn chưa có bạn gái nhỉ? An Hách không ngờ mó một người luôn luôn nghiêm túc đứng đắn, thường nghĩ y rất tùy tiện với học sinh như cô Dương lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Y ngẩn người ra chút rồi mới đáp. Dạ, chưa. Tuổi thầy cũng không nhỏ nữa, 28 hay là 29 thôi nhỉ? Còn cái hàng xóm nhà tôi vừa mới hoàn thành nghiên cứu sinh. An Hách nhìn cô Dương không dám xác định ý tứ của cô. Thấy Trịnh Vũ đứng ở sau lưng cô Dương xua tay, nên y mới nhanh chóng cắt lời cô Dương. Em cũng không gấp, cảm ơn cô Dương. Em chờ 2 năm nữa thì mới tính tới. Cô Dương còn muốn nói gì đó nhưng chuông truyền tuyết vang lên. Tôi lên lớp trước. Nhìn cô Dương ra khỏi văn phòng, An Hách nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Trịnh Phú, sao cô Dương lại đột nhiên nhiệt tình vậy chứ? Đừng nói nữa, chỉ có mối cô nàng nhà hàng xóm của cô ấy thôi mà đã giới thiệu khắp cho các thầy chưa lập gia đình bên trường mình rồi đấy. Trịnh Phú lại nhỏ giọng nói, hồi đầu thì giới thiệu cho thầy Trịnh mới về bên tổ toán, người ta đang là người mới đương nhiên là phải nể mà thôi. Thầy ấy đi gặp thử nhưng chỉ nửa tiếng sau là sẽ mất xét. Cái cô kia cứ mở miệng là vật lý lượng tử cực kỳ nghiêm túc giảng cho thầy ấy nửa tiết luôn. Hả? An Hách, anh thích kiểu nào, em tìm trong đám bạn học mấy người cho anh xem thử nhé. Thôi, cô tha cho tanh đi. An Hách cố muốn phỉnh lên, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Hay là anh tìm trong đám bạn học vài người giúp cô nhé, sắp 20 tuổi rồi phải không? Anh có thể đừng nói nữa vậy được không? Trịnh Vũ thở dài thườn thượt quay qua bắt đầu than phiền với các đồng nghiệp khác là còn cả bạn bè đều đã biết đọc thuộc lòng Mộc Lan Tử rồi mà cô vẫn còn chưa đọc vào đâu cả. An Hách cầm ly chạy ra ngoài, lên phòng tư vấn ở lầu 4. Hôm nay rất nhàn, ít tiết, buổi chiều cũng không có học sinh tới phòng tư vấn để đổ rác. Chỉ có mỗi trường Lâm vào tiết cuối chạy tới khóa cửa lại bắt đầu mò tìm thuốc lá ra châm. Này, An Hách chụp một bàn tay lên tay cậu chàng. Ngài đây thật chẳng khí khách. Trốn đến chỗ tôi để hút thuốc đó hả? Em thất tình rồi sếp An, tại phải thông cảm cho em chút đi chứ. Thất tình, em đã quay này đâu mà thất tình. An Hách cầm tay rồi điếu thuốc của cậu chàng cho tắt ngúm. Hứa Tính Diều chính thức từ chối em rồi, lại còn chống giạc bảo em thối không biết xấu hổ. Trường Lâm ngồi trên sofa vẻ mặt đầy đau khổ. Sếp An, thầy nói em có phải rất thảm không? Cô bé cũng đâu có nói sai, em chính là thối mà không biết xấu hổ đó. Em khó chịu hả? Khó chịu chứ sao là không khó chịu, ngay cả hút thuốc trước mặt thầy em còn dám. Thầy lại hỏi em có khó chịu không chứ? Em là do thèm thuốc lá mới tới đây đó hả? An Hách rót nước cho Trường Lâm. Chẳng qua em bày đạt học theo phim tình cảm xến rúa thôi, lúc này nam chính nên nặng nề, hút một điếu thuốc rồi lại nhìn tàn thuốc mà cõi lòng tan hết thành trăm mảnh. Sếp An, Trường Lâm bị trong cửa lên, sao thầy lại nói thế? Thầy đã có nói sai, nhưng mà rất buồn bực không phải sao? Thì buồn bực, cố gắng theo đuổi suốt hai học kỳ sau lại bị người ta mắng vào mặt, sợ thì mất hết chí diện để còn gì. An Hách ngồi xuống cạnh Trường Lâm, em giữ lại sự nhiệt tình của mình chút được không? Em nên dùng nó cho tương lai của mình, cho dù Hứa Tính Diêu, ngoài trừ nhiệt tình thì em còn có cái gì chứ, cả người em có gì đáng giá khiến người ta gật đầu. Trường Lâm nhìn một cái cũng không nói chuyện, một lát sau mới nhỏ giọng than, thật đả kích người ta. Dù sao em cũng có đủ năng lực để chịu đả kích. Anh hãy cười khẽ, còn điều gì không, không có thì mau về lớp đi. Sếp An, tâm trạng thầy hôm nay tốt thế, đã lâu không thấy thầy như vậy rồi đó. Là rất tốt. An Hách cầm ly qua uống một hớp nước. Không quen hả? Là vì tình cảm thuận lợi hả? Trường Lâm theo dõi. Hình như người nào đang yêu đều như vậy. An Hách chỉ cười chứ không nói gì. Là người lần trước em gặp đó hả? Anh, thôi em không hỏi nữa. Trường Lâm đứng dậy cầm điếu thuốc bị An Hách rủi tắt lên lại. Chỉ một điếu này thôi để em trở lại như trước. Đừng trốn vào bệ nhà vệ sinh mà hút. An Hách nhìn Trường Lâm. Vâng, em biết rồi. Trường Lâm nhanh như chớp chạy ra khỏi văn phòng.
Hàn Hách lười biếng duỗi người tựa vào sofa. Đúng là tâm trạng y đang tốt, tốt tới mức y thậm chí không vì suy đoán của Trường Lâm mà khẩn trương, hoặc là nói y đã không còn để ý như trước nữa. Có chút chuyện đang được mở trói từng một chút một, không thắt chặt lấy y cũng không còn khiến y mỗi một bước đi qua phải cẩn thận dè chừng. Mở trói chính mình mới có thể mở trói cho người khác, thản nhiên đối mặt với chính mình mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy. Hàn Hách gõ nhẹ lên cái ly, cảnh giới tư tưởng thật là càng ngày càng cao. Trước khi tan làm, y đi dạo quanh lớp một vòng. Bạn học Trường Lâm bởi vì thất tình mà đau khổ chạy tới đòi được hút thuốc trước mặt giáo viên chủ nhiệm, giờ đang nằm sấp trên bàn. Thấy y đứng ngoài cửa sổ, vài đứa liền dừng cuốn sách lên che, cúi đầu bất động. Mỹ vì sao có luật giao thông không? Không phải vì để phạt tiền các em, cũng không phải là để với các em đấu trí, đấu sức cùng với cảnh sát, với camera, hay với những cái vấn đề khác, mà là vì tính mạng của các em. Hàn Hách đứng ở cửa, đừng dùng chút chỉ số thông minh của mấy em lôi ra để đối phó với tôi, ngẫm lại đi. Lúc xoay người xuống lầu, chuông di động vang lên. Hàn Hách lấy ra xem là tin nhắn của Nathan. Đừng quên bột mì, bột mì, bột mì, bột mì, bột mì. Thì cười khẽ bấm trả lời. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, không quên đâu. Hàn Hách tới siêu thị mua bột mì, lại chọn nửa ngày mua thêm một gói cơm sữa nào. Mới ngày nào chỉ vì muốn mua một cái bánh nhân sữa mà y có thể cắn răng chịu đựng một cái bạt tai của mẹ để xin tiền. Nghĩ tới mẹ y thở dài. Ngày ông ngoại hỏa táng là vào thứ hai, do gì hai xem lệch rồi chọn. Tình trạng trước mắt của mẹ như vậy không biết có thể đi hay không. Y mở túi bột mì ra đổ một ít vào bát, thêm chút nước rồi nhào thêm một cục tròn nhớ một miếng ra nằn. Muốn ra cái hình xong tốn mất cả 20 phút mãi vẫn là hình tròn. Còn đang thở dài thì Nathan gọi điện thoại tới. Đại cửa sổ đi. Hả gì? Cậu đến hả? Hàn Hách đi tới bên cửa sổ kéo màn ra. Không phải là anh muốn thấy xe điện đẹp trai của tôi hả thấy không? Hàn Hách cúi đầu xuống nhìn, sắc trời khá tối. Chỉ có thể thấy Nathan cưỡi trên con xe màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên trên, y vẫy tay. Màu trắng đó hả? Hừ, lẳng lơ không? Thấy không rõ. Anh đợi đã. Nathan cúi đầu. Hàn Hách thấy trong tay Nathan có ánh lửa lóe lên một chút, sau đó bắt đầu phát ra những tia sáng màu vàng, nhảy lên những đốm lửa nhỏ. Mỡ đó. Sao cậu có pháo hoa? Tết mùa chưa đốt. Nathan ngẩng đầu giơ cây pháo lên xoay vòng. Hàn Hách. Sao? Tôi yêu anh. Hàn Hách không đáp, chỉ nhìn chằm chằm những tia sáng vàng rực rỡ. Đột nhiên cảm thấy hốc mắt cũng nóng lên, sống mũi cay xè. Sao không nói gì thế? Khóc hả? Nathan cười hỏi, bắt đầu dùng pháo hoa vẽ lên không trung. Hàn Hách thấy không rõ quỹ đạo ánh sáng, song khi Nathan vẽ ra nét bút đầu tiên, y đã nhìn ra chữ I. Tiếp theo thì không cần nhìn cũng biết là chữ gì. Hít vào một hơi nhẹ giọng nói, tôi cũng yêu cậu. Hết tập 79. Hai anh đã tới với nhau và một kết cục có hậu. Kết thúc ở đây được rồi đó tác giả Vũ Chiết ạ. Đừng viết thêm nữa, viết thêm là phải đọc lại. Rồi trả nợ cho nhau rồi là hết trên sofa ra giường rồi đến outdoor thứ. Chóng mặt quá.